chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Chào con yêu của cha, còn có 5 phút cho cha không? Hôm nay, Đức Giê-hô-va dành lời nhắn gửi đến con. Các con thân mến của cha, với tư cách là người tạo ra mọi thứ, cha ban tặng cho các con món quà của sự giàu có tài chính và thịnh vượng. Hãy mở lòng và trí óc của mình để nhận lấy những phúc lành mà cha đang dành cho các con. Đối với những ai đã cần cù lao động để nuôi sống gia đình, đừng sợ hãi. Tuần này, cha sẽ ban cho các con tài nguyên tài chính mà các con cần để giảm bớt gánh nặng và đảm bảo tương lai tươi sáng cho người thân của mình. Đối với những ai đã đối mặt với thử thách và thất bại trong những công việc của mình, hãy tin tưởng. Cha sẽ cung cấp cho các con sự khôn ngoan và cơ hội để biến doanh nghiệp của các con thành một nguồn thịnh vượng, có lợi cả cho các con và cộng đồng của các con. Hãy thích video này nếu các con tin vào Thiên Chúa. Đừng nản lòng, vì cha sẽ dẫn dắt các con ra khỏi bóng tối của cuộc chiến tài chính. Trong những ngày sắp tới, một con đường đến tự do tài chính sẽ được chiếu sáng cho các con, cho phép các con thoát khỏi những còng số nợ. Đối với những người tìm kiếm kiến thức và giáo dục nhưng đối mặt với các trở ngại tài chính, đừng lo lắng. Cha sẽ mở cánh cửa của học bổng và hỗ trợ, cho phép các con theo đuổi giấc mơ của mình và xây dựng một tương lai tươi sáng thông qua việc học hành. Đối với các gia đình đang vật lộn để đủ sống, cha sẽ cung cấp các phương tiện để tạo ra một mái ấm ổn định và vui vẻ. Nhu cầu của các con sẽ được đáp ứng và trái tim của các con sẽ được lấp đầy niềm biết ơn. Hãy chia sẻ video này nếu các con yêu Thiên Chúa. Các con có thể đã bỏ lỡ thông điệp này hôm nay, nhưng các con lại không. Nó được tiết lộ cho các con vì các con đã sẵn sàng cho những gì tiếp theo. Một điều gì đó đáng kinh ngạc đang sắp xảy ra trong cuộc sống của các con. Tuy nhiên, để mọi thứ đến với nhau, một vài thứ cần phải đổ vỡ. Đừng bị đánh lừa bởi cách thức mọi thứ có thể trông như thế nào. Vũ trụ chỉ đang tạo điều kiện để cho mọi thứ tốt đẹp hơn đến với nhau. Một điều tuyệt vời đang chờ đợi các con ngay phía sau cơn khó khăn hiện tại. Đây không phải là thời điểm để từ bỏ hay chùn bước, mà để tự đứng lên và tiếp tục cố gắng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất sớm. Một điều mà các con đã làm việc hướng tới đang sắp thay đổi. Những bước đột phá lớn đang sắp xảy ra. Hãy tiếp tục cố gắng. Nhập 999 để xác nhận điều đó. Cha thấy những sự vất vả, giấc mơ và khát vọng của các con. Tuần này, cha đưa ra những lời động viên và động lực cho các con, vì trong mỗi con đều chứa đựng sức mạnh để tạo nên một cuộc đột phá tài chính. Hãy tin tưởng và các con sẽ nhận được những gì mình muốn. Hãy tin vào sức mạnh nằm trong tinh thần của các con. Các con là chủ nhân của số phận của mình, có khả năng đạt được những điều tuyệt vời. Hãy để niềm tin vào khả năng của mình không bị lay động. Giấc mơ là kế hoạch chi tiết cho tương lai của các con. Hãy đặt mục tiêu cao, vì cha sẽ cung cấp cơ hội cho những người dám mơ mà không giới hạn. Hãy tưởng tượng cuộc sống mà các con mong muốn và nó sẽ trở thành hiện thực. Hãy thích video này nếu các con tin vào Thiên Chúa. Niềm tin mà không có hành động giống như một con thuyền không có buồm. Hãy chủ động, làm việc chăm chỉ và nắm bắt mọi cơ hội đến trước mắt của các con. Những nỗ lực của các con sẽ được đền đáp. Trong hành trình đến với sự giàu có tài chính,
Lòng biết ơn là chìa khóa mở cánh cửa của thịnh vượng. Hãy biết ơn cho những phúc lành mà các con đã có và thêm nữa sẽ được ban cho các con. Những trở ngại chỉ là những bước đệm trên con đường đến thành công. Hãy đón nhận thử thách như cơ hội để trưởng thành mạnh mẽ hơn. Với sự quyết tâm không nao núng, các con sẽ vượt qua được mọi rào cản. Nhập 333 để xác nhận điều đó. Hãy chia sẻ phúc lành của mình với người khác, vì trong việc cho đi, các con sẽ nhận được. Vũ trụ sẽ đền đáp những ai giơ tay giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Khi bạn bước trên con đường niềm tin và hành động, hãy biết rằng sự giàu có đang rất gần. Những tiền bạc mà bạn muốn đã nằm trong tầm với của bạn. Hãy đón nhận nó với tay mở ra. Gõ 10-10 để xác nhận. Đứa con yêu dấu của ta, trong vô biên của ân sủng vô tận của ta, ta đã lắng nghe lời cầu nguyện của bạn và niềm tin kiên định của bạn đã chạm đến trái tim thiên thần của ta. Ngay hôm nay, ta sẽ tặng bạn phước lành của ta cho sự đột phá tài chính và tiền bạc. Hãy nhớ rằng, người yêu dấu, sự giàu có chỉ là một trong những biểu hiện của sự phong phú, và ta là nguồn của mọi phong phú. Bạn đã được chọn để nhận được ân sủng của ta, không chỉ vì lợi ích của bạn mà còn để là một ngọn đèn cho người khác. Gõ 333 để xác nhận. Đầu tiên, hãy để trái tim của bạn được tự do khỏi gánh nặng lo lắng và nỗi sợ hãi. Vì đã có viết rằng, đừng lo lắng về cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng vào ta, vì ta đã cung cấp cho chim trời, và ta nhất định sẽ cung cấp cho bạn, đứa con yêu dấu của ta. Trong cuộc tìm kiếm phong phú tài chính của bạn, hãy nhớ rằng bạn đã được ban tặng tài năng và khả năng. Hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan và cần cù, vì thông qua mồ hôi của trán bạn, bạn sẽ thu hoạch được những phần thưởng mà ta ban cho bạn. Gõ Amen để xác nhận. Hãy lưu ý rằng, hãy cho đi và sẽ được cho. Hãy rộng lượng với những gì bạn có và ta sẽ nhân đôi nó một cách kỳ diệu. Bằng cách giúp đỡ người khác, bạn mở ra những kênh của phước lành của ta để chảy qua bạn. Đừng tìm cách tích lũy tài sản chỉ vì sự thỏa mãn của bạn. Hãy nhớ rằng bạn là người quản lý của ta, được tín nhiệm với tài nguyên để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Sự rộng lượng của bạn sẽ là một minh chứng cho sự phong phú của ân sủng của ta. Gõ 999 để xác nhận. Hãy khôn ngoan trong những nỗ lực tài chính của bạn. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn, đưa ra những quyết định khôn ngoan và hãy nhớ rằng ta đã ban cho bạn trí tuệ và sự phân biệt. Đừng bất cẩn với những gì ta cung cấp, vì ta sẽ thưởng cho những người quản lý tốt. Hãy giữ ngọn lửa của niềm tin cháy sáng, vì ta thường thử thách những người ta yêu. Có thể có những thử thách trên con đường của bạn, nhưng hãy biết rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Đừng bao giờ quên điều quý giá nhất, sự giàu có sâu sắc nhất, sự giàu có của tình yêu, kho báu của gia đình và sự phong phú của sự bình an tâm linh. Đó là những kho báu thật sự, vượt xa hơn cả thế giới vật chất. Gõ 11-11 để xác nhận. Khi bạn bắt đầu hành trình tìm kiếm sự phong phú tài chính, hãy để trái tim và tâm trí của bạn mở ra cho những dấu hiệu và cơ hội mà ta sẽ đặt trước mặt bạn. Con đường của bạn có thể xoắn, quẹo nhưng hãy tin tưởng rằng mỗi bước đi đều được định hướng bởi tay Thiên Chúa của ta. Hãy nhớ rằng, người yêu dấu, thời gian là tài sản quý giá nhất của bạn. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. Vì trong kinh tế của sự tạo dựng của ta, mỗi khoảnh khắc đều mang tiềm năng để trưởng thành, học hỏi và biến đổi. Hãy đầu tư thời gian của bạn vào những việc mà nuôi dưỡng tinh thần của bạn, vì nơi trái tim bạn ở đó sẽ có kho báu của bạn. Gõ 222 nếu bạn tin vào Thiên Chúa. Trong khi bạn tìm kiếm sự khôn ngoan tài chính, hãy tìm kiếm nó một cách cần cù. Hãy vây quanh mình bởi những người hướng dẫn, sách và tài nguyên mà sẽ làm giàu hiểu biết của bạn về thế giới tài chính. Kiến thức là một công cụ mạnh mẽ và ta khuyến khích bạn sử dụng nó cho lợi ích của bạn và lợi ích của người khác. Trong những lúc nghi ngờ và không chắc chắn,
hãy quay trở lại với cầu nguyện và thiền định. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của ta, vì ta luôn lắng nghe. Sự im lặng của tâm hồn bạn có thể phục vụ như một kênh dẫn đường cho sự khôn ngoan thiêng liêng của ta chảy qua bạn. Hãy tin vào sự im lặng, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Hãy cẩn trọng về việc chi tiêu của bạn, vì những chi tiêu quá đà có thể dẫn đến gánh nặng tài chính. Hãy thực hành sự thận trọng và sự phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Và khi bạn có thặng dư, hãy xem xét con đường khôn ngoan của việc tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Tôi đã ban tặng cho bạn món quà của trực giác, một giọng nói bên trong nói lên sự thật. Hãy lắng nghe lời chỉ dẫn nội tại này, bởi nó thường là cách tôi truyền tải kế hoạch thần linh của tôi cho cuộc đời của bạn. Trong những khoảnh khắc của sự quyết định, hãy tin tưởng vào tiếng thì thầm của trái tim bạn. Hãy nhớ rằng mục đích của cuộc cải không phải để tích lũy ích kỷ, mà là để trở thành một tàu chở hàng cho mục đích thần linh của tôi. Tìm cơ hội để trở lại, vì khi ban tặng, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Chính qua những hành động tử tế, từ thiện và thông cảm, vòng tròn của những phước lành của tôi được hoàn thành. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc đời là một cuộc hành trình và sự thịnh vượng tài chính chỉ là một khía cạnh trên con đường của bạn. Hãy tìm cách sống một cuộc sống cân bằng, nơi sức khỏe thể chất, tình cảm và tâm linh của bạn được nuôi dưỡng. Trong sự hài hòa của sự tồn tại của bạn, bạn sẽ tìm thấy sự giàu có thực sự. Đứa con yêu dấu, cuộc hành trình của bạn đến sự đột phá tài chính được hướng dẫn bởi tay tôi, và niềm tin của bạn sẽ là cánh đồng hồ la bàn của bạn. Khi bạn bước đi trên con đường này, hãy biết rằng tôi đang ở bên bạn, chỉ dẫn từng bước đi của bạn. Hãy tin vào kế hoạch thần linh và bạn sẽ chứng kiến những phép màu của sự phong phú vượt xa trên tưởng tượng của bạn. Với tình yêu và phước lành vĩnh cửu của tôi, tôi vui mừng thông báo thêm chỉ dẫn và phước lành cho bạn. Niềm tin kiên định và sự cống hiến của bạn đã khơi mào cho một tia hy vọng của sự ưu ái thần linh sẽ chiếu sáng ngày càng sáng. Trong việc tìm kiếm tài sản, hãy nhớ tầm quan trọng của lòng biết ơn. Một trái tim đầy lòng biết ơn là một cánh đồng mà những phước lành của tôi có thể phát triển và nảy mầm. Mỗi ngày, hãy đếm những phước lành của bạn và công nhận sự phong phú xung quanh bạn, vì đó là nền tảng của những tài sản lớn hơn. Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của kiên trì và sự kiên nhẫn. Đứa con của tôi, khi đối mặt với những thách thức, đừng chùn bước. Thay vào đó, hãy để chúng trở thành những bước đệm trên con đường của bạn đến sự thịnh vượng. Chính qua sự khó khăn mà bạn sẽ khám phá thấy sức mạnh và sự kiên cường bên trong mình. Hãy xem xét khái niệm về mục tiêu tài chính. Đặt mục tiêu rõ ràng, tạo ra một tầm nhìn về tương lai tài chính của bạn và thực hiện các bước thực tế để hiện thực hóa nó. Những giấc mơ của bạn là món quà của tôi cho bạn, và tôi sẽ ban phước cho những nỗ lực của bạn khi bạn tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa chúng. Bạn là một phần quan trọng của mạng lưới liên kết của nhân loại. Sự thành công của bạn không nên làm tổn hại đến những người khác. Hãy để lòng từ bi và sự công bằng chỉ đường cho hành động của bạn, vì tôi ban phước cho những người nâng đỡ đồng bào của họ. Hãy là một ngọn đèn lighthouse của chính trực và thiện ý trong thế giới tài chính. Trong suốt cuộc hành trình của bạn, hãy lắng nghe những lời thì thầm của vũ trụ. Những dấu hiệu và đồng bộ hóa sẽ xuất hiện, cung cấp chỉ dẫn và xác nhận. Hãy tin vào những thông điệp thần linh này, vì tôi thường nói qua ngôn ngữ tinh tế của vũ trụ. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng Super Thanh. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy viết từ Amen trong phần bình luận. Nếu bạn biết ai đó yêu Chúa, xin hãy chia sẻ video này với họ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng, và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống.
những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.